đủ đi. Chưa chưa nha. Trời ơi, chúc mừng nha. Trời ơi, nói phải gặp em đây nói nha. Dạ. Chắc là sẽ mở một cái dòng tin nhắn của nhóm rút của anh gia đình. Dạ. Em sẽ thấy rằng là cái tình cảm dành cho em là có nhiều. Anh thấy Khánh Hòa mà làm giả thì thấy vui trong lòng. Tại anh có gia đình nuôi Nha Trang, mà mẹ nuôi Nha Trang, ngay Nha Trang luôn. Rồi anh cũng có nhà ngoài đó thì thấy vui vui, chúc mừng bé. Tổ này thì mỹ quá luôn. Phù hợp với khung cảnh ở đây. Nè giống như là bữa nay Hoa Mi. Em giống như đi học hội phụ nữ gì đó. Nhẹ nhàng thanh lịch. Người ta nói em mặc em giống cô phi phụ. Anh là giống cái giống Tony Ruston. Tony Ruston rất là mày hot á. Dạ, em nói chung là em còn comment nhưng mà em comment đó em trả lời là giống anh hình đó, gửi hình đó. Anh đưa comment cho phải bút ra hình đó. Anh nói y chang cái mặt em luôn. Anh comment trong đâu bài này hả anh? Ừ. Đây nè. Trời ơi anh Hưng anh comment vô Facebook em vậy nè. Mà giống thiệt. Đẹp mà chị. Giống như hộ giống. Em mà. Đúng không? Chị không có tấm thì post ok mà sao tấm này thì chị hơi. Cái đó người ta nghe ta chỉnh ra vậy nè, chứ ở ngoài đời là gặp ngoài đời là vậy nè, còn lên mạng mấy người đó ác chỉnh vậy nè, kỳ không chỉnh em luôn hả? Thôi chỉnh sao cái mặt xệ quá nặng nó phải tôi em nè mọi người những cái gặp ngoài đường mọi người sợ mọi người không nhận ra nha, tấm kia là người ta cắt ghép, người ta làm gì mục đích. Mục đích gì? Hại em đúng không? Hại Dìm Dìm tui. Trời ơi bé, sao em mặc em biết, em rút kinh nghiệm từ những số trước. Em sợ mà đi từ thiện mà vô mặc đồ mà như con lông, như con lông. Vinh, các tụi vinh. Như con lông, nó sợ. Mấy dấu vết em đâu có đem đồ đâu. Cái cuối cùng trời mặt tóc đỏ tóc vàng vô cái nó chút ré trời ơi bữa vô mấy đứa nó hết hồn, nó không biết được nó bị sốc, cái sau này sợ mấy đứa nó mà kêu nó ra ngoài đời nó không dám ra luôn, sợ ra ngoài đời gặp mấy người như tôi. Mày gì vô ngoài thứ mày trẻ mày đẹp mà tao không thích ra cái gì hả? Con cháu sao mấy đứa nào đẹp vậy? Thấy đó được dâu đúng không ạ? Ơ, cũng rồi, riết luôn. Ôi, mà qua nhà anh có ngoài lấy gì rồi? Tưởng rồi. Mày sẽ đem qua nhà anh chứ? Vấn đề là không bao giờ xài nữa. Chứ ngoài lấy gì vậy? Thì đó là đứa nào nó kiếm tôi với con cháu. Con ngoài ơi. Nhân gian quá. Mày nhân gian quá. Thiệt mà. Thì đâu còn cô của Hưng sao mày được thật được. Mấy gì mà để tiếp tục. Trời ơi, trời ơi. Ủa, chắc nghĩ không ngoài sao? Anh nhân danh đi. Nó đồn trai con gái đúng không? Được. Dạ. Được. Dạ. Giờ ta phá cắt ra ta mặc được. Dạ. Ví dụ mấy cái SMB này không mặc được. Không, một chuyện nhỏ lấy rồi đâu lấy được. Còn mà chuyện kiếm tiền mỗi ngày kiếm được. Đó, nó không được sao chứ. Là giàu nó đúng. Giảm. Gia tài mãi tao ta biết chưa mà. Yeah. Đàn thiên ông Miss Francis Nam. Wow. La 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 la. Đẹp. Trời ơi. Đẹp. Trời ơi. Hai đội sẽ tìm một người bạn diễn. Chia rồi. Lên.
chúng ta đã có một cái món chuyên ăn làm rồi mọi người, đó là bánh xèo. Không còn bánh xèo nữa đâu, bây giờ ra bánh cuốn nóng rồi. Cái ngoại hình nó hơi kỳ thôi nhưng mà nó ngon. Táo nhưng mà ngoại vô rồi. Kì lắm mày ơi. Nhát cảnh đi về trước à. Bạn quánh giá cho mẹ em nha. Thế cũng được mà đúng không?